Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2051 mở ra chương mới nếu là trước kia, luận đại sự không chỉ nói hộ pháp đường chủ, cho dù là trưởng lão cũng khó có quyền dự hợp, đa số đại sự đều do các lão tổ bí mật quyết định. Lúc này đây ngay cả đám người Hồng Ngọc Kiều là đệ tử trẻ tuổi ưu tú cũng được quyền tham gia nghị sự, tổ tiên của các người, đánh hạ căn cơ vô cùng vững chắc cho các người, tổ tiên của các người, cho các người vinh quang vô thượng, Lý Thất Dạ lạnh lùng nói. Hôm nay, ta trọng khải vinh quang tổ tiên của các ngươi, trọng khải trụ cột mà tổ tiên các ngươi lưu lại, nếu có át chủ bài như vậy, các ngươi đều là bùn nhão không làm thành tường, như vậy động đình hồ sống hay chết, là sinh hay là diệt, tất cả là chuyện của các ngươi. Công tử, ngươi yên tâm, từ hôm nay trở đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không bôi nhọ vinh quang tổ tiên, tuyệt đối sẽ không để liệt tổ liệt tông mất mặt, chúng ta là người thế hệ này, nhất định tuân thủ nghiêm ngặt thiết luật truyền thừa, kế thừa thiết minh, dùng chân mệnh mà thề, nói là làm, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của công tử. Sau khi Lý Thất Dạ nói xong, Hồng Thiên Trụ phục bái dưới đất, tiếng nói hữu lực mà Hồng Thiên Trụ nói rõ như thế là dùng chân mệnh mà thề. Đây đối với Hồng Thiên Trụ mà nói, đây là đại biến cách lớn nhất của Động Đình Hồ, nếu như bỏ qua cơ hội trước mắt muốn làm lại từ đầu còn khó hơn lên trời. Biết thời thế, chư vị trưởng lão hộ Pháp đều nhìn nhau cuối cùng chư vị trưởng lão hộ pháp đều nhao nhao đi theo hồng thiên trụ quỳ dưới đất dùng chân mệnh hứa thề nói ra động đình hồ chúng ta sẽ chấp hành thiết luật truyền thừa kế thừa thiết minh thề không nói hối hận rất tốt các người có quyết tâm như thế đó là tốt nhất nhưng mà các người không nên bội nhọ huyết thống vinh quang vô thượng của tổ tiên các người lý thất dạ chậm rãi gật đầu nói nói các nguyên lão trưởng lão hộ pháp đường chủ đều là nhân vật quyền lực trong động đình hồ hiện tại bọn họ lúc này dùng chân mệnh hứa thề hứa hẹn lịch đại thế hệ chấp hành truyền thừa thiết minh đối với động đình hồ sẽ mở ra một trang sách mới động đình hồ là tổ tiên hứa lâm hồng trương mấy thế gia vọng tộc cộng đồng sáng tạo các ngươi là thuộc về hậu đại của thiết huyết hồ doanh cho nên các ngươi phải nhớ kỹ tại động đình hồ không chỉ có hứa lâm hồng còn có trương lý thất dạ nhàn nhạt, nhạt nói ta mặc kệ năm đó lão tổ các ngươi làm sao chia cắt mười tám ổ nhưng nhớ kỹ cho ta từ hôm nay trở đi 18 ổ là tài sản của cả động đình hồ, không phải thuộc về tài sản riêng của dòng họ nào đó, nên giao ra thì phải giao ra. Trương Bách Đồ cũng ở đây, Lý Thất Dạ nói như vậy, làm cho đám người Hồng Thiên Trụ và thế hệ trước cảm thấy xấu hổ, năm đó tổ tiên hứa, Lâm, Hồng mấy thế gia vọng tộc liên thủ, bài xuất Trương Thị ra ngoài, chia cắt 18 ổ. Công tử, Hồng Thị từ hôm nay sẽ giao 7 ổ trả lại cho động đình hồ, động thiên đường khẩu phân phối, tất cả theo thiết luật làm chuẩn, Hồng Thiên Trụ vội vàng nói ra. Trên thực tế, trong mấy thế gia động đình hồ, Hồng Thị thực lực rất cường đại, 18 ổ bọn họ chiếm 7 đại ổ, hôm nay Hồng Thiên Trụ lại là người đầu tiên nguyện ý trả lại cho động đình hồ, Lâm Thị cũng nguyện ý giao 5 đại ổ trả lại. Ngay cả Hồng Thiên Trụ đều nguyện ý trả lại 7 ổ mà mình chiếm, lúc này những người khác cũng tiến lên, nguyện ý trả những ổ chia cắt lại cho động đình hồ, Lý Thất Dạ chỉ gật gật đầu, nói ra. Các người có quyết tâm như vậy, đó là tốt nhất, nhưng mà tương lai động đình hồ đều nằm trong tay các người, Hoàn toàn dựa vào các người Các người mới thế gia vọng tộc nên đoàn kết nhất trí Giống như tổ tiên các người Nếu không, chỉ vì lợi ích cực nhỏ mà đấu người sống ta chết Như vậy, Động Đình Hồ sẽ đi về hướng diệt phong không xa Cho dù địch nhân không diệt các người Động Đình Hồ cũng sẽ diệt trong tay các người Lý thất dạ nói như vậy làm cho không ít trường lão mặt mo nóng rát Động Đình Hồ không phải là không có nội tình Không phải là không có ác chủ bài Đáng tiếc từ khi những hiền tổ kiêu xuất hiện Mang tất cả tâm tư đều đặt vào nội đấu cũng chính bởi vì như vậy, làm cho người bên ngoài đều cho rằng động đình hồ. Có thể lấn, bọn họ rõ ràng có át chủ bài cường đại, đến cuối cùng, ngay cả Lý Quốc, huyết sa trang là truyền thừa như thế cũng tuyên bố muốn diệt bọn họ, tứ đại chiến binh, đã trở về vị trí cũ, thiết luật truyền thừa, cũng bắt đầu dùng lại, Lý Thất Giả nhìn qua bọn họ, nói. Từ hôm nay trở đi, các người sẽ nhanh đón ngày mới, ta có thể giúp các người chỉ có như thế, tương lai thuộc về các người, nói xong lời này, hắn đi khỏi ghế dựa, quay đầu nhìn qua chiến kỳ và bức họa trên tường, sau đó đi ra khỏi nghị sự đại đường. Lý thất dạ đi ra khỏi nghị sự đại đường, Hồng Thiên Trụ và tất cả trường lão hộ Pháp cũng trầm mặc, bọn họ cũng cúi đầu xuống, tâm xính trăm vị. Lý thất dạ là một ngoại nhân, hắn có thể nắm giữ lấy âm binh động đình hồ của bọn họ, hắn có thể ngự giá tam xoa kích, hơn nữa dùng thực lực của chính mình chấn áp tất cả người của động đình hồ. Nhưng mà hắn một người ngoại, cả động đình hồ bày ở trước mặt hắn, hắn còn không thèm nhìn, căn bản là không tham luyến quyền thế động đình hồ của bọn họ, lại càng không đi yêu cầu tài nguyên của động đình hồ. Mà trái lại chính bọn họ, động đình hồ rõ ràng là thuộc với tất cả mọi người, nhưng mà vì tư tâm của mình, vì dù vọng bản thân mà tàn sát lẫn nhau, xa lánh lẫn nhau, làm động đình hồ chia rẽ. Bọn họ với tư cách đệ tử động đình hồ, với tư cách con cháu hồng, hứa, lâm, trương mấy thế gia vọng tộc, vậy mà không có xem động đình hồ như nhà mình, chẳng qua là nơi chia cắt tài nguyên mà thôi, bất luận nhìn từ mặt nào, đều đầy đủ làm cho bọn họ xấu hổ bọn họ thẹn với liệt tổ liệt tông mà xấu hổ này không ít trường lão hộ pháp cũng nắm chặt nắm đấm của mình nhà mình mình cũng không đi quý trọng người nhà mình mình cũng không đi bảo hộ như vậy dựa vào cái gì người khác xem trọng ngươi động đình hồ là nhà bọn họ là nhà của mỗi đệ tử không thuộc về bất cứ người nào không phải tài sản riêng của ai cả động đình hồ là thuộc về mỗi con cháu mỗi đệ tử lý thất dạ cũng không có lập tức rời khỏi động đình hồ hắn ở lại động đình hồ vài ngày hắn cảm thụ khí tức thiên địa nơi đây hưởng thụ đầm nước này đối với lý thất dạ mà nói hoặc là đây là cơ hội cuối cùng hoặc là lần cuối cùng hắn đứng ở động đình hồ trong tương lai hắn hoặc là không trở về đây thế điểm rời đi lý thất dạ nghỉ ngơi ở đây vài ngày xem như lưu niệm nhìn qua hồ nước lan tăn trong lòng lý thất dạ thở dài một hơi bao nhiêu anh linh mai táng trong đáy hồ này thời khắc bọn họ chết già bọn họ mai táng thân thể chính mình tế luyện anh linh bản thân đem mình hóa thành âm binh, vĩnh cửu ngủ say trong đáy hồ, chương 2052. Làm tỷ nữ được không nào? Một làm như vậy, trong mắt người khác đó là vĩnh viễn không được siêu sinh, rất nhiều tu sĩ trông mong được vãng sinh, không muốn đi làm chuyện như vậy, nhưng mà quân đoàn đã từng vô địch, bọn họ cuối cùng nhất lại làm như vậy. Đây là bởi vì bọn họ vô cùng yêu thương mảnh đất này, đây là bọn họ thổ địa mà bọn họ vô cùng quyến luyến, đối với bọn họ mà nói, cho dù chết đi cũng phải che chở phiến thiên địa này, che chở hậu nhân của bọn họ, hoặc nói, đây là nơi quy tốt tốt nhất à. Trong lòng Lý thất dạ thở dài một hơi, có chút buồn vô cớ, có chút bất đắc dĩ, tuế nguyệt dài răng rạc, mỗi một người đều có đường mình phải đi, lúc này ngoài cửa có tiếng gõ cửa vang lên, vào đi, Lý thất dạ thu hồi suy nghĩ, phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Thời điểm này Hồng Thiên Trụ đi tới, hắn nhìn thấy Lý thất dạ, cúi chào, nói ra, ra mắt công tử, Lý thất dạ nhìn Hồng Thiên Trụ, hắn chỉ gật gật đầu, nói ra, cố gắng lên, chỉ cần các người kiên trì, tương lai Động Đình Hồ sẽ bằng phẳng. Hồng Thiên Trụ thật sự có trí cải biến Động Đình Hồ, hắn có trí khí đi làm cho Động Đình Hồ cường đại, chỉ tiếc năng lực còn chưa đủ. Đa tạ công tử, không có công tử, sẽ không có Động Đình Hồ hôm nay, ân tình công tử, Động Đình Hồ nhiều thế hệ ghi khác, Hồng Thiên Trụ cảm kích, lại bái. Đối với Hồng Thiên Trụ mà nói, nếu như không có lý thất dạ ra tay, cho dù hắn cố tình đi cải biến, đó cũng chỉ là hữu tâm vô lực mà thôi, mượn một mình hắn cho dù có đệ tử trẻ tuổi ưu tú nguyện ý đi theo hắn hắn cũng không cách nào đi dung chuyển các lão tổ chớ nói chi là bốn hiền tổ không cần cảm ơn ta lý thất dạ ngồi ở chỗ kia nhìn qua hồ nước nói ra ta ra tay vậy cũng phải người có quyết tâm đây cũng là tổ tiên của các ngươi bao che không có tổ tiên của các ngươi bao che sẽ không có động đỉnh hồ các ngươi hôm nay muốn tạ đi tạ tổ tiên của các ngươi bọn họ chính là người nằm dưới đất bọn họ đã chết già ngàn trăm vạn năm nhưng mà vẫn không yên lòng con cháu Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Hồng Thiên Trụ xấu hổ cúi đầu xuống, ta biết rõ ngươi năng lực có hạn, Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn Hồng Thiên Trụ, nói ra. Về sau ngươi nên đi tới thỉnh giáo giản gia giản long vệ, nên đi học hỏi nhiều hơn, đối với tu hành của ngươi, đối với người học liên hợp minh hữu sẽ có lợi ích, ta, ta, ta có thể được không? Hồng Thiên Trụ nghe nói như vậy, cũng không phải thập phần tự tin, lại gãi gãi đầu nói ra. Mặc dù nói hắn là đương gia động đình hồ, nhưng mà giản gia lão tổ tông giả long vệ, đây chính là nhân vật cao cao tại thượng có thể được hắn ưu ái đó là trèo cao rồi yên tâm đi ta sẽ nói bọn họ một câu lý thất dạ nhàn nhạt, nhạt nói thật muốn tính toán ra động đình hồ và giàn gia các ngươi có sâu xa không nhỏ đáng tiếc là chính các người bất tranh khí cũng không thể trách giàn gia không để ý các người để tử hiểu hồng thiên trụ xấu hổ cúi đầu xuống năm đó động đình hồ có thiết minh bọn họ có giao tình thân thiết với cầm thú cốc đáng tiếc từ khi bốn hiền tổ phứt bỏ thiết luật truyền thừa đoạn thiết minh cầm tú cốc cũng không vãng lai với bọn họ đây là động đình hồ tự hủy tương lai nhìn qua hồ nước lý thất giả nhẹ nhàng thở dài một hơi nói ra cho tới nay ta cũng không đồng ý nhân tộc dừng lại thiên linh giới tổ tiên của các ngươi đã từng có cơ hội cắm rễ ở nơi khác trong cửu giới nhưng mà đối với bọn họ mà nói mảnh thủ địa này có quá nhiều tình yêu có quyến luyến quá nhiều cuối cùng nhất bọn họ ở lại mảnh thổ địa này hồng thiên trụ khoanh tay lặng lặng lắng nghe hắn hiểu về tổ tiên của mình rất ít cuối cùng lý thất giả cười khổ một tiếng nhẹ nhàng lắc đầu sau đó nhìn qua hồng thiên trụ nói ra bất kể nói như thế nào động đình hồ cùng cự long sơn mạch có sâu xa không nhỏ tổ tiên của các ngươi ở phiến thiên địa này đánh hạ căn cơ vững chắc tương lai như thế nào phải dựa vào chính các ngươi nếu như chính các ngươi đều bất tranh khí không được tồn tại trên đám mây nhìn vào thì bỏ đi chỉ cần chính các ngươi không chịu thua kém tương lai động đình hồ các ngươi sẽ sừng sững không ngã lý thất giả rất ít nói những lời khuyên bảo như thế này lúc này hắn có thể tận tình khuyên bảo hoàn toàn là xem mặt mũi tổ tiên của hồng thiết trụ nhớ kỹ lý thất dạ phân phó nói tổ tiên của các ngươi anh linh trong tối tam che chở các ngươi chỉ cần chính các ngươi không chịu thua kém trong tương lai quản chi là thời đại khó khăn lại biến được kinh thiên các ngươi đều có cơ hội vượt qua tai nạn nếu các ngươi còn bất tranh khí cho dù tổ tiên các ngươi trên trời có linh tính toán tổ tiên của các ngươi yên lặng địa che chở các ngươi đều không làm nên chuyện gì đó là thẹn với tổ tiên là bất hiếu hồng thiên trụ tinh tế thưởng thức lời của lý thất dạ tuy hắn nghe cả buổi không hiểu hàm nghĩa của hắn những lời này nhưng hắn vẫn ghi nhớ trong lòng không dám quên công tử kim ngôn ngọc luật đệ tử vĩnh viễn ghi trong lòng hồng thiên trụ lại bái lý thất dạ gật gật đầu nhìn qua hồ nước trầm mặc hoặc là tai nạn thiên linh giới có một ngày sẽ tới mà ngày đó tới thì tất cả sẽ cải biến cuối cùng lý thất dạ nhẹ nhàng lắc đầu không hề đi nghĩ nhiều ngày nào đó thực sự tới hắn đã không tại thiên linh giới thiên linh giới vận mệnh thế nào nằm trong tay của bọn họ, có chuyện gì không? Lý thất dạ phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn qua hồng thiên trụ vẫn đứng khoanh tay ở đó, cái này, cái này, cái này, hồng thiên trụ cười khan một tiếng, hắn không khỏi gượng cười trà sát tay, không biết nên mở miệng thế nào mới tốt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói ra sao, có lời cứ nói đi. Lý thất dạ nhìn qua hồng thiên trụ, nhàn nhạt, nhạt nói, ta, 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 hồng thiên trụ nghĩ cả buổi, nói không nên lời, trong lòng của hắn hết sức khó xử cuối cùng hồng thiên trụ vẫn quyết định chắc chắn nói công tử cảm thấy tiểu nữ như thế nào nghe được hồng thiên trụ nói như vậy lý thất dạ nhạt nhạt cười cười nói ra nàng là một cô nương không tệ rất có tiềm lực tính tình hơi nóng một chút nhưng mà coi như biết tiến thối a a a công tử quá khen công tử quá khen hồng thiên trụ trà sát tay gượng cười vài tiếng hắn nghĩ một chút hắn kiên trì tiếp tục nói công tử ngươi ngươi, ngươi nếu như cảm thấy có thể, tiểu nữ nàng nàng đi theo tùy tùng công tử như thế nào, hắn nói xong lời ẩn giấu trong bụng, Hồng Thiên Trụ như chút được gánh nặng, hình như hoàn thành trọng trách, đối với Hồng Thiên Trụ nói, Lý Thất Dạ cũng không có trả lời, mỉm cười không nói. Chương 2053, làm tỳ nữ được không nào? Hai hãy Lý Thất Dạ mỉm cười không nói, Hồng Thiên Trụ vội vàng nói, công tử đừng nhiều lầm, công tử chính là Cửu Thiên Chân Long. Tiểu nữ tử trèo cao không dậy nổi, ý tứ của ta là, ta nói tiểu nữ đi theo làm chân chạy cho ngươi, tại đi theo làm tùy tùng ra sức cho công tử, để nàng tăng kiến thức, mở mang tầm mắt. Hồng Thiên Trụ cũng tự hiểu lấy mình, trong lòng của hắn hiểu, Lý Thất Dạ là người như thế, có một ngày bay lượn cửu thiên, thậm chí trong tương lai hắn sẽ trở thành tên đế, bằng nữ nhi của hắn, đương nhiên không có khả năng trở thành đại hậu. Hồng Thiên Trụ chỉ hy vọng nữ nhi của mình theo sau Lý Thất Dạ, đi ra ngoài mở mang kiến thức, mở mang tầm mắt, quản chi là ở bên cạnh Lý Thất Dạ là một tỷ nữ đối với các nàng cũng được lợi cả đời lý thất dạ cười cười nhẹ nhàng lắc đầu nói ra con gái của ngươi là nữ hài tử không tệ đáng tiếc ta không có biện pháp giữ nàng bên cạnh công công tử không chê thu nàng làm tỷ nữ cũng có thể hồng thiên trụ vẫn chưa từ bỏ ý định hắn hy vọng nữ nhi của mình có tương lai tốt nữ nhi của hắn ở lại động đình hồ cả đời kiến thức cuối cùng có hạn hắn lớn tuổi như vậy trách nhiệm của hắn chắc chắn sẽ chết già trong động đình hồ mà nữ nhi của hắn còn trẻ hắn hy vọng nữ nhi của mình đi ra ngoài sông sáo thế giới hơn nữa lý thất dạ không thể nghi ngờ là người phó thác tốt nhất cũng không phải ta ghét bỏ nàng lý thất dạ lại lắc đầu nói ra mà là ta không thể mang nàng theo ta đường ta đi nàng theo không được hồng thiên trụ há miệng muốn nói nhưng không biết lại nên nói như thế nào cho tốt trong nội tâm có chút buồn vô cớ phụ thân tự chính mình có người một nhà sinh tự chính mình sẽ đi con đường của mình lúc này hồng ngọc kiều từ bên ngoài sông tới nàng sắc mặt đỏ bừng thậm chí là có chút tức giận, rất rõ ràng, nàng nghe được Lý Thất Dạ nói, sư tỷ, ngươi chớ đi vào, thời điểm Hồng Ngọc Kiều xông vào, còn có một nữ hải tử bị nàng làm giật mình, vội vàng lôi kéo nàng, nữ hải tử này đúng là Lâm Cô Nương. Nhưng mà Hồng Ngọc Kiều tức giận trong lòng, Lâm Cô Nương căn bản không thể ngăn được, nàng đi tới, ngươi cùng vào để làm gì, thấy Hồng Ngọc Kiều xông tới, Hồng Thiên Trụ bị giật mình, vội vàng nói ra, phụ thân, ta cũng không phải tiểu hải tử. Không cần nguyện ăn bài cho ta, cho dù ta tự đi, ta cũng sẽ đi con đường của mình. Nói xong lời cuối cùng, Hồng Ngọc Kiều là rậm chân một cái, thật phần xấu hổ, nàng rõ ràng cho thấy đang tức giận, không được nói bậy, ở trước mặt công tử, không được vô lễ. Hồng Thiên Trụ vội vàng trách móc Hồng Ngọc Kiều, Hồng Ngọc Kiều vừa thẹn vừa xấu hổ, lại tức giận, cảm thấy ngây ngốc ở đây không có mặt mũi, khuôn mặt không biết đặt ở đâu cho tốt, rậm chân một cái, xoay người rời đi. Công tử, tiểu nữ có thất lễ, để tưởng đi nói với nàng hồng thiên trụ vội vàng từ biệt lý thất dạ thỉnh tội với lý thất dạ sau đó đuổi theo sau đối với tiểu tính tình của hồng ngọc kiều lý thất dạ chỉ cười mà thôi cũng không có đi nói cái gì hồng ngọc kiều chạy hồng thiên trụ đuổi theo ra ngoài trong phòng trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn lại có lý thất dạ cùng lâm cô nương hiện tại chỉ còn lại có chính mình lâm cô nương một người ở lại gian phòng ngược lại nàng khẩn trương lên trong khoảng thời gian ngắn đôi tay của nàng không biết đặt đâu cho tốt thần thái hết sức khó xử sư tỉ nàng nàng làm người rất tốt, nhưng mà vừa rồi có chút ít tính tình mà thôi. Lâm cô nương thấp giọng giải thích cho Hồng Ngọc Kiều, nhìn qua nữ hải tử Lan Chi Huệ chất trước mặt, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngươi tên là gì, nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, nội tâm Lâm cô sinh ra rung động, giống như con nai bị kinh hoàng, nàng nói chuyện cũng không thông, nói ra, ta, ta, ta gọi là Lâm Diệu, nói xong, nàng ngừng đầu nhìn Lý Thất Dạ, sau đó lại cúi đầu thật thấp, ngày bình thường Lâm Diệu không phải câu nệ nhát gan như thế bình thường nàng tiếp đãi người khác hào phóng rộng rãi nhưng mà ở trước ngoài lý thất dạ thì nàng không biết nên làm gì mới tốt đặc biệt khẩn trương lâm thị thánh diệu huyết thống lý thất dạ nhìn qua nàng gật đầu nói ra lâm diệu tâm như con đai đi loạn vội vàng gật gật đầu nói ra đúng đúng là sư tỷ nàng huyết thống của nàng tốt hơn ta 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 thánh diệu huyết thống so so ra kém huyết thống sư tỷ nói đến đây nàng mặt mũi đỏ bừng nhìn qua lâm diệu cúi thấp đầu Lý thất dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, huyết thống, cũng không có phần ưu khuyết, cũng không phải nói ai sinh ra thì nhất định cao quý, ai sinh ra thì nhất định đê tiên. Đúng, đúng, là thực sao, lâm rượu cúi đầu, phụng trộm nhìn qua lý thất dạ, lập tức thu hồi ánh mắt, thật phần khẩn trương. Lý thất dạ nghiêm túc nói ra, ta không cần thiết lừa ngươi, theo như lời ta, một câu một chữ đều là chân thật, một câu một chữ đều xuất phát từ phế phủ, ta, ta, ta không phải ý tứ này, vừa nghe lý thất dạ nói như vậy lâm diệu cho rằng lý thất dạ hiểu lầm nàng gấp tới độ sắp khóc vội vàng nói ta 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 không có hoài nghi lời của ngươi nhìn thấy lâm diệu khẩn trương như vậy lý thất dạ cười khổ một tiếng nhẹ nhàng lắc đầu nói ra ngươi ngồi xuống đi ta sẽ nói với ngươi chuyện huyết thống nói xong điểm lên cái ghế bên cạnh lâm diệu do dự một chút cuối cùng nàng vẫn ngồi xuống ngồi ở bên cạnh lý thất dạ nàng đỏ mặt nhưng mà trong nội tâm lại có chút ngọt ngào Lý thất dạ nhìn qua nàng, nghiêm túc nói ra, huyết thống không có phần cao quý đê tiện, ít nhất trong mắt của ta là như thế. Trong mắt thế nhân, trong mắt tu sĩ, hoặc là người cho rằng mình có huyết thống cao quý, nhưng mà cuối cùng nhất lại có bao nhiêu người có huyết thống đê tiện sẫm nát dưới chân chứ, là như thế sao? Ngồi ở bên người Lý thất dạ, trong nội tâm lâm diệu có cảm giác thỏa mãn không nói nên lời, nhưng mà Lý thất dạ nhẹ giọng nói nhỏ, tiếng nói tràn ngập từ tính, làm cho nàng có cảm giác hạnh phúc, là như thế, lý thất dạ nghiêm túc nói ra muôn đời đến nay bao nhiêu tiên đế đã từng bị người ta xem là huyết thống đê tiện cũng không phải mỗi một tiên đế xuất thân đều cao quý mà thế gian lại có bao nhiêu đế tử cuối cùng bị người ta đạp dưới chân đối với tu sĩ mà nói chỉ cần ngươi có đạo tâm cao quý như vậy ngươi chính là người có huyết thống cao quý lý thất dạ nói ra muôn đời đến nay rất nhiều tồn tại không ai bì nổi rất nhiều thế hệ vô địch bọn họ cho rằng ngạo không phải là huyết thống bọn họ giá cả thế nào mà là đạo tâm của bọn họ cao quý. Có được tâm cao quý, tự tin, đạo tâm kiên định còn quý hơn tất cả ta, ta nghe người ta nói, công tử chính là, chính là huyết thống đế tử, trong mắt của ta, công tử cao quý hơn ai khác, chương 2054. Lâm Diệu Lâm Diệu vụng trộm nhìn Lý Thất Dạ, nói ra câu này, mặt nàng nóng rát, toàn thân cũng nóng lên, nàng nói ra câu này cũng không khống chế được tâm tình của mình. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, có phải huyết thống đế tử hay không? theo ta thấy chuyện này không sao cả đối với ta mà nói ta có được đạo tâm kiên định ta chính là người cao quý chỉ cần đạo tâm bất diệt thất bại vẫn có thể ngừng đầu lên ngăn cản cũng bị ta đánh xuyên qua thành công cũng không quên mình ta chính là ta đạo tâm bất diệt tuyên cổ vĩnh tồn cho nên đối với chính mình mà nói có được đạo tâm kiên định chính là có được tất cả lý thất giả dạ nghiêm túc nói với nàng công tử chính là chân long trên cửu thiên bách chiến bách thắng Lâm Diệu bật thốt lên khen ngợi, nàng không nhịn được nhìn qua Lý Thất Dạ, trong mắt của nàng, Lý Thất Dạ là hoàn mỹ như vậy, nàng phục hồi tinh thần lại, mặt mũi đầy chờ mong, vội vàng cúi đầu xuống, Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra. Chỉ cần ngươi có đạo tâm kiên định, ngươi cũng sẽ là phượng hoàng trên bầu trời, bay lượn trên bầu trời xa xôi, ta, ta, ta có thể được không, nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, tâm hồn thiếu nữ của Lâm Diệu rung động mạnh, giống như bị điện giật, phượng hoàng bay ở trên trời chuyện như vậy nàng chưa từng nghĩ qua. Vào thời điểm này, Lý Thất Dạ nói một câu chẳng khác gì tia chớp xẹt qua nội tâm của nàng, giống như làm cho nàng nhìn thấy hào quang xinh đẹp nhất trên thế gian, vì cái gì không được, Lý Thất Dạ cười lên, nói ra, ai nói người sinh ra nhất định là cao quý, ai sinh ra chính là đê tiện. Thế gian vốn cũng không có cao quý đê tiện, nội tâm của người cao quý, người liền cao quý, muôn đời đến nay, có bao nhiêu người nghịch thiên cải mệnh, trong năm tháng dài rằng rặc, lại có bao nhiêu người xuất thân thấp hèn, thời gian dài sẽ nhảy ra khỏi vận mệnh của mình, Lý Thất Dạ nói ra. Giống như Hồng Thiên Nữ Đế, nàng khi còn bé cũng chỉ là tiểu nữ hài bình thường mà thôi, trong thời đại của nàng có quá nhiều thiên tài trói mắt, nàng chỉ là nữ hài bình thường không thể bình thường hơn, nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra. Chính là một tiểu nữ hài bình thường đó, nàng tiến tới phía trước, trải qua vô số khó khăn, đã khóc, cười qua, nhưng mà nàng chưa từng lùi bước bao giờ, cuối cùng nhất, lại có bao nhiêu thiên tài bị nàng giẫm nát dưới chân lại có bao nhiêu đế tử bị nàng chém giết kiên định đạo tâm làm cho nàng đi lên con đường vô địch lâm rượu ngẩng đầu lên nghe lý thất dạ nói như vậy nhìn qua lý thất dạ nhìn qua bộ dáng bình thường kia nàng cũng mê muội sung mạo bình thường như thế nhưng bị lực khôn cùng làm cho nàng nhìn mãi không chán tiếng nói của hắn tràn ngập từ tính lại đầy cơ chí hồng thiên nữ đế cả đời lời gian là chim biến tức ai biết chí lớn nàng cả đời đều nhớ khi những lời này cho nên nàng mới đặt tên là hồng thiên lý thất dạ nói với lâm diệu người cũng có thể làm được điểm này cũng không bởi vì huyết thống bản thân cao thấp mà cảm thấy thấp hơn người ta một nửa nghe lý thất dạ nói thế lâm diệu thất thần qua một hồi lâu nàng mới thì thào nói chim yến tức ai biết trí lớn vào thời điểm này trong lúc giật mình một câu nói đã chiếu sáng nhân sinh của nàng lý thất dạ nói chuyện một buổi lại ảnh hưởng nhân sinh của nàng dường như nàng cảm giác nhân sinh đã sáng sủa hơn Trước đó nàng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, đối với nàng mà nói, Động Đình Hồ rất lớn, nhưng mà so với Hải Thần truyền thừa, đế thống tiên môn thì chưa đủ thành đạo. Nàng chỉ là đệ tử bình thường của Động Đình Hồ mà thôi, trên nàng còn có nhiều sư huynh sư tỷ, do so, nàng còn ưu tú hơn nàng không ít, mà Hồng Ngọc Kiều Tình như tỷ muội lại có huyết thống ưu tú hơn nàng nhiều. Cho nên đối với Lâm Diệu mà nói, nàng nhiều nhất tốt hơn người thường một chút, thiên tư không đủ, bối cảnh không cao muốn trở thành thượng quan phi yến hoặc là thất hải nữ võ thần trong truyền thuyết, tất cả là chuyện không có khả năng. Cũng chính vì như thế, chuyện này làm cho Lâm Dự yên lặng bình thản, nàng không có quá nhiều truy cầu, đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể làm một ít chuyện nàng ưa thích là đủ rồi. Nhưng mà hiện tại Lý Thất Dạ nói một buổi đã làm cho nhân sinh mông lung của nàng tỏa sáng, giống như hào quang sinh ra trên người của nàng, Lý Thất Dạ nói chuyện chính là ánh sáng dẫn dắt nhân sinh, tâm tới đâu, mộng tới đâu, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói nhớ năm đó, chính tổ tiên hứa, lâm, trương, hồng mấy thế gia vọng tộc các ngươi, lợi tình của bọn họ năm đó không bằng động đỉnh hồ hiện tại. Nhưng mà cuối cùng bọn họ lại thành quân đoàn thiết huyết vô địch, bọn họ huynh đệ tình thâm, mang theo đệ tử thế gia huyết rơi xa trường, vì chính mình, vì tông tộc, vì dòng họ lập nên uy danh không thể xóa nhòa, nói đến đây, lý thất giả nhìn qua lâm diệu thật sâu, nói ra. Tổ tiên của các người thành tựu vô địch, huynh đệ bọn họ quét ngang cửu thiên thập địa, làm cho quân đoàn tiên đế cũng phải nhượng bộ lui binh, đó cũng không phải bởi vì bọn họ có huyết thống cao quý, cũng không phải bởi vì bọn họ có xuất thân khủng khiếp gì đó, mà là bọn họ có được đạo tâm vĩnh viễn không bại. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, tâm hồn thiếu nữ Lâm Diệu kêu thình thịch, nàng thân là nữ hải tử yếu ớt, cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tưởng tượng tổ tiên năm đó, tưởng tượng thiết huyết hồ doanh quét ngang cửu thiên thập địa, chuyện này khiến nàng kiêu ngạo, đây là vinh quang thuộc về tổ tiên. Lâm Diệu trong khoảng thời gian ngắn cũng si ngốc, thời điểm này nàng mơ màng, nhưng mà nội tâm của nàng như giấc chiêm bao, có một giấc chiêm bao tốt, tâm tại, mộng tại, lâm rượu suy ngốc, đúng, tâm tại, mộng tại, lý thất dạ của vũ nói. Tương lai người trẻ tuổi các ngươi chính là tương lai của Động Đình Hồ, trừ các ngươi còn có ai gánh vách vận mệnh Động Đình Hồ, vận mệnh Động Đình Hồ đang nằm trong tay người trẻ tuổi các ngươi Lâm Diệu thật lâu mới khôi phục tinh thần, nàng vụng trộm nhiều nhìn Lý Thất Dạ vài lần, nhẹ giọng nói. Ta, ta, ta là không muốn trở thành tồn tại vô địch như tổ tiên, ta, ta, ta chỉ muốn trải qua thời gian mình ưa thích, vui vui sướng sướng. Nói đến đây, nàng lại vụng trộm nhìn qua Lý Thất Dạ, mặt nóng lên, cúi thấp đầu. Con đường chỉ cần đi tới là được, chỉ cần ngươi kiên trì, chỉ cần ngươi thủ hộ, vậy thì có thể. Có phải vô địch hay không phải xem tạo hóa. À, Lý Thất Dạ chấn an lại cổ vũ nói. Động Đình Hồ cần người trẻ tuổi các ngươi đi thủ hộ, nếu như các ngươi cũng không thể thủ hộ gia viên của mình, như vậy do ai qua thủ hộ đây, ngươi nói đúng không? Vâng, Lâm Diệu vội vàng gật gật đầu, trong nội tâm thập phần thuận theo. Trong lòng nghe như vậy, Lý Thất Dạ nói đều mang theo đạo lý và cơ chí, đi cố gắng lên, đi thủ vững đi, chỉ cần thế hệ trẻ các ngươi đi cố gắng, đi thủ hộ, động đình hồ các ngươi mới có tương lai tốt. Chương 2055, rời đi, một nói đến đây, Lý Thất Dạ khó được ôn nhu, nói ra, ta giao động đình hồ cho các ngươi, cảm thấy thế nào? Nói đến nói đi, trong lòng lý thất giả vẫn hy vọng động đình hồ có một tương lai đám người hồng thiên trụ cuối cùng vẫn đã già rồi tương lai động đình hồ cần dựa vào người trẻ tuổi như lâm diệu tranh thủ vốn lâm rượu thẹn thùng đột nhiên trong nội tâm của nàng cảm thấy ấm áp đột nhiên cảm thấy ngọt ngào lý thất giả vào lúc này giao động đình hồ cho nàng chuyện này là tín nhiệm nàng cỡ nào đối với nàng hy vọng nặng nề ra sao ta ta nghe người cuối cùng lâm rượu ngẩng đầu lên nghênh tiếp ánh mắt lý thất dạ nàng không biết lấy dũng khí từ đâu kiên định nhìn lý thất dạ nói ra nhìn qua ánh mắt kiên định của lâm diệu lý thất dạ tươi cười gật đầu nói ta tin tưởng ngươi ngươi nhất định có thể làm ngươi tuyệt đối sẽ hiểu rõ lý thất dạ nói một câu khẳng định làm cho lâm diệu như uống cam lộ cảm giác thân thể đều bay lên thân thể của nàng đang ở trong mây ta tin tưởng ngươi bốn chữ bình đạm nhưng đối với lâm diệu mà nói là tràn ngập lực lượng bốn chữ này từ miệng lý thất dạ nói ra càng tràn ngập nghị lực đối với lâm diệu mà nói lý thất dạ nói câu này còn dễ nghe hơn bất cứ câu nào khác trong khoảng thời gian ngắn làm cho nàng hạnh phúc tràn đầy trong nội tâm ngọt ngào không có chuyện gì làm nàng vui vẻ hơn hiện tại nước miếng sắp rơi xuống đấy nhìn qua bộ dáng lâm rượu ngần người lý thất dạ cười một tiếng cười nói lâm rượu phục hồi tinh thần lại gương mặt của nàng đỏ bừng bỏ ca cái cổ trắng của nàng làm cho nàng mặt nóng rát mặc dù là như thế nàng vẫn cảm thấy ngọt ngào tâm tình thập phần vui vẻ ngọt ngào này làm cho nàng dư vị thật sâu đi thôi, một ngày nào đó ngươi sẽ giống như phượng hoàng bay lượn cửu thiên thập địa." Lý Thất Dạ mỉm cười nói với Lâm Diệu, tâm hồn thiếu nữ của Lâm Diệu bay lên, lúc này, nàng vô cùng vui vẻ, giống như hạnh phúc, bộ pháp cũng trở nên vô cùng nhẹ nhàng, bước nhanh tiến ra ngoài, "Ta, ta còn có thể gặp lại ngươi không?" Thời điểm đi tới cửa, Lâm Diệu quay đầu lại nhìn qua Lý Thất Dạ nói ra, nhìn qua thần thái của Lâm Diệu, Lý Thất Dạ thở dài trong lòng một hơi, cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn tươi cười, gật gật đầu nói ra, hữu duyên sẽ tương kiến. Nếu có một ngày ta không ở trong thiên địa này, trên chín tầng trời, ngươi có thể tìm được ta, ta hiểu rồi, lâm diệu nhìn qua lý thất dạ thật sâu, quản chi thẹn thùng, nàng lúc này nhìn thật sâu, giống như muốn khắc ghi gương mặt vào bộ dáng lý thất dạ vào trong lòng của mình, muốn vĩnh viễn không quên mất. Sau khi lâm diệu rời khỏi, lý thất dạ nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn qua hồ nước, nhàn nhạt, nhạt nói, tình đến tình đi, vô tình cuối cùng tốt hơn đa tình, thái thượng vong tình, có bao nhiêu người làm được cơ chứ? Nói xong, Lý thất giả chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiến vào thần du, không hề quan tâm chuyện bên ngoài. Lý thất giả ở trong tiểu lâu động đình hồ vài ngày, giả long vệ tới tiếp hắn, cho dù giả long vệ không đến, Lý thất giả cũng thật ý định rời khỏi động đình hồ. Đại nhân, thần long truyền lời, đã chuẩn bị tốt, đại nhân có thể mở ra ngay không, sau khi gặp được Lý thất giả, giả long vệ nói ra. Hôm nay ta cũng nên đi, Lý thất giả đứng ở cửa sổ nhìn qua hồ nước, nói nhỏ, đại nhân không hề ở một ít thời gian giản long vệ nói ra đánh trong nội tâm giản long vệ cũng khát vọng lý thất dạ có thể ở giản gia nhiều thêm vài ngày lý thất dạ nhìn qua giản long vệ cười cười nói ra người đi cho tới hôm nay đã rất ưu tú ta cũng không có gì tốt chỉ điểm cho ngươi về phần con cháu các ngươi thật có thể lọt vào pháp nhãn lão đầu tử cũng sẽ đích thân chỉ điểm ta không đoạt danh tiếng của lão đầu tử nói đến đây lý thất dạ thở dài mọt hơi nói ra tổ tông các ngươi đã gặp rồi cũng cáo biệt, cũng là thời điểm ta rời đi, tiếp tục ở lại chỉ tăng thêm phiền não mà thôi, Lý Thất Dạ nói lão tổ tông, không phải chỉ giàn văn đế, cũng chính là giàn văn tâm. Giàn Long Vệ yên lặng gật đầu, chuyện quá khứ hắn cũng không phải thập phần rõ ràng, nhưng mà chuyện Lý Thất Dạ và tổ cô của hắn thì có nghe qua một ít, giản ra các người khai chi tán diệp, ta cũng rất vui vẻ, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Mặc dù nói, nhân tộc tại thiên linh giới là khách qua đường, nhưng mà giản ra các ngươi thì khác, đây là nơi quy túc của các ngươi, có tổ tông còn đó, có lão đầu từ còn đó, có cự long sơn mạch, có cự long quốc, giản ra các ngươi sẽ đứng vững không ngã. Thủy tổ lão gia nhân cũng chỉ hy vọng con cháu giản ra sống ở chỗ này, giản long vệ nói ra, nghe nói đã từng có lão tổ đề nghị mở một mạch ở nhân hoàng giới, nhưng mà thủy tổ lão nhân gia ông ta không có đồng ý, nơi này là nơi hán quy túc, lý thất dạ nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói ra. Giống như có rất nhiều người, hắn có cảm tình với nơi này thật sâu, Hắn nhiệt tình yêu thổ địa này, hắn nguyện ý đời đời kiếp kiếp cắm rễ tại đây. Lý Thất giả cũng hiểu rõ, trong nội tâm Giản Văn Đế vẫn còn đạo khảm, đối với hắn mà nói, đối với tỷ tỷ Giản Văn Tâm của hắn mà nói, bọn họ vẫn không thể vượt qua đạo khảm trong lòng. Đối với tỷ đệ hai người mà nói, tổn thương do phụ thân lưu lại là quá sâu, bọn họ vẫn không thể đạp vào thổ địa nhân hoàng giới. Đối với bọn họ mà nói, nhân hoàng giới là nơi tràn ngập tổn thương, thổ địa nơi này là nơi trải qua thời gian khó khăn nhất của bọn họ trên khối thổ địa này, bọn họ đau đớn xé rách tim gan. Đương nhiên Lý Thất Dạ cũng hiểu tâm tình của bọn họ, bọn họ không cách nào bước qua đạo khảm này, Lý Thất Dạ cũng chưa bao giờ miễn cưỡng, dù sao, đối với bọn họ mà nói, chuyện năm đó quá thống khổ, đại nhân định đi đâu? Giản Long vệ hỏi, Lý Thất Dạ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn qua nơi xa xôi, nói ra: "Đi Cốt Hải, sau khi kết thúc chuyện này, cũng là lúc ta rời đi, Cốt Hải, nghe nói như thế, lựa tâm Giản Long vệ dùng mình, Cốt Hải, một trong 12 táng địa, chính là đại hung chi địa, đặc biệt là truyền thuyết hạch tâm cấm khu, ngay cả thần hoàng như hắn cũng không dám đơn giản đi vào, bởi vì bước vào cấm khu hạch tâm, ngay cả thần hoàng cũng có đi không về. Đương nhiên giản long vệ biết rõ tồn tại vô thượng như lý thất dạ, bất luận là đi tới chỗ nào cũng giống như đi trên đất bằng, qua trong chốc lát, lý thất dạ thu hồi ánh mắt, nói ra, ta muốn hỏi thăm người một chuyện. Đại nhân thỉnh rằng, giản long vệ vội vàng cúi người, nói ra, chỉ cần đệ tử biết, nhất định sẽ nói lý thất giả trầm mặc một chút cuối cùng mở miệng chậm rãi hỏi trích nguyệt tiên tử hiện tại thế nào chừng 2056. rời đi hai đối với lý thất giả như vậy vừa hỏi đề giản long vệ không khỏi có chút ngoài ý muốn bình nói là nói hồi bẩm đại nhân thiên tiên lâu vẫn sừng sững thiên linh giới nó vẫn là một trong các truyền thừa cường đại nhất thiên linh giới nhưng mà thiên tiên lâu rất điệu thấp rất ít để tử hành tàu trên thế gian nghe được giản long vệ nói thế lý thất giả vẫn trầm mặc một lát cuối cùng hắn nhẹ nhàng thở dài, hỏi. Trích Nguyệt tiên tử còn tại thế, vấn đề này làm nội tâm giản long vệ dùng mình, nói, hồi bẩm đại nhân, nghe nói Trích Nguyệt tiên tử vẫn còn trên đời, nhưng mà đệ tử cho tới bây giờ không thấy qua. Năm đó ta bị thần long tứ phong thì từng tự mình đi thiên tiên lâu bái phòng, nghe lâu chủ thiên tiên lâu nói, Trích Nguyệt tiên tử vẫn còn tại thế, nhưng mà có nghe nói không ai gặp được nàng, mấy lão tổ thiên tiên lâu cũng không thể gặp được, bao nhiêu năm tháng. Trong nội tâm lý thất dạ thở dài một hơi, hắn biết rõ có chút chuyện phải đi đối mặt, bằng không sẽ vĩnh viễn không kết thúc. Già Long Vệ cũng không biết Lý Thất Giả dạ và Trích Nguyệt Tiên Tử quan hệ thế nào, hắn thấp giọng nói ra. Nghe Thủy Tổ nói, Trích Nguyệt Tiên Tử chính là một trong mấy người cường đại nhất thiên linh giới, Thủy Tổ cảm thấy không bằng. Đúng nha, nàng vẫn cường đại như vậy, nàng có thể không cường đại sao, Lý Thất Giả dạ nhìn qua hồ nước, nói ra. Nàng năm đó là người tranh giành thiên mệnh với Hồng Thiên, thời điểm Hồng Thiên còn trẻ, nàng đã nhiều lần đánh bại Hồng Thiên, nàng thật cường đại, ta nghe qua thủy tổ nói qua, nghe thủy tổ nói, thiên linh giới có trích nguyệt tiên tử, nhân hoàng giới có nam đế, bọn là người có thiên phú cao nhất thời đại. Giản Long Vệ cũng hỏi thăm, trong thời đại hồng thiên nữ đế, bao nhiêu thiên tài xuất hiện lớp lớp, thời đại đó vô cùng trói mắt, dung nhan như tiên, thời đại đó dùng bốn chữ này hình dung trích nguyệt tiên tử, chỉ bốn từ này đã có thể hình dung ra dung mạp trích nguyệt tiên tử. Vào thời đại đó, thiên phú bọn họ cao tuyệt hậu thế, Lý Thất Dạ cũng thừa nhận gật đầu nói ra, trong thời đại đó, quản chi là thiên tài như sao, hai người bọn họ đều trói mắt như thế. Nhưng mà, nam đế cùng trích nguyệt tiên tử không phải người cùng đường, nam đế càng giống là ẩn sĩ cao nhã, trích nguyệt tiên tử giống chiến sĩ không quay đầu lại. Lý thất dạ nói như vậy làm cho giản long vệ ngây ngốc, nói như vậy, nam nhân càng giống chiến sĩ, hiện tại lý thất dạ hình dung trích nguyệt tiên tử là chiến sĩ, chuyện này làm cho giản long vệ cảm thấy không thể tưởng tượng, không biết hình phát trích nguyệt tiên tử đam đó thế nào. Qua một hồi lâu, Lý thất dạ thu hồi ánh mắt, cười cười, nhẹ nhàng ấp đầu, nói ra: đi thôi, cũng nên tới lúc rời khỏi. Nói xong ra khỏi phòng, giản long vệ vội vàng đi theo Lý thất dạ, đi theo sau lưng hắn. Thời điểm Lý thất dạ rời khỏi, đám người Hồng Thiên trụ cũng đi ra tiễn đưa. Bọn họ vẫn đưa ra ngoài động đình hồ, trở về đi. Tiễn quần ngàn dặm, cuối cùng vẫn từ biệt. Lý thất dạ phân phó đám người Hồng Thiên trụ nói ra, đám người Hồng Thiên trụ cúi đầu với Lý thất dạ, cuối cùng cung kính nói: công tử bảo trọng ngày khác gặp lại Lý thất dạ cười lên, hắn cuối cùng nhìn qua động đình hồ thật sâu, cùng giả long vệ đạp không rời khỏi động đình hồ, nhìn qua Lý thất dạ rời đi, Lâm Diệu không biết lấy dũng khí ở nơi nào, nhìn về phía Lý thất dạ hét lớn, công tử trân trọng. Nghe được Lâm Diệu kêu lên, Lý thất dạ quay đầu nhìn qua nàng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhìn nàng gật gật đầu, cuối cùng không quay đầu lại mà rời đi. Lâm Diệu nhìn qua bóng lưng Lý thất dạ đi xa, thẫn thờ thật lâu nụ cười cuối cùng như khắp vào lòng của nàng khắp vào nơi sâu nhất của tâm hồn thiếu nữ hai tử trở về đi qua thật lâu hồng thiên trụ nhìn qua lâm rượu ngẩn người nói ra hồng thiên trụ với tư cách một trưởng bối hắn làm sao có thể không nhìn ra chứ hắn chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu bởi vì lâm rượu cùng lý thất giả là người hai thế giới khác nhau tương lai muốn gặp lại quá khó khăn cự long sơn mạch bao phủ trong sương mù làm cho không người nào có thể thấy chân dung của nó cho tới nay nó vẫn thần bí như vậy cho tới nay từng có rất nhiều người trong thiên linh giới muốn vào nhập cự long sơn mạch xem bên trong thế nào nhưng chưa từng có ai thành công truyền thuyết trong cự long sơn mạch có một cự long quốc đó là quốc gia rất lớn nhưng thật hay không thì không ai biết ít nhất không có người nào đi qua cự long quốc cho nên thế gian có tồn tại cự long quốc hay không thì không biết được đứng trên núi cao gió thổi qua cự long sơn mạch lý thất giả dạ nhìn ra xa xa nhìn vào sơn mạch vô tận thời điểm đứng trên cự long sơn mạch ngươi nhìn thấy cảnh tượng và bên ngoài nhìn thấy là khác nhau. Tất cả mọi người biết rõ, thiên linh giới rất ít đại lục, đại lục bao la càng dài rác không có mấy. Trên thực tế cả thiên linh giới, chính thức được cho là đại lục, cái kia chính là thần chỉ châu, nhưng mà nếu như ngươi có cơ hội đi vào long sơn mạch, ngươi sẽ phát hiện, mình không phải đang đứng trên sơn mạch, mà là một đại địa cực kỳ to lớn, dường như trên phiến đại lục này to lớn không kém gì thần chỉ châu. Đương nhiên, người có cơ hội nhìn thấy giải rác không có mấy, cho dù có tư cách đi vào cự long sơn mạch, sau khi trở về chỉ sợ cũng không nói cho người khác biết, Cự Long Quốc, Lý Thất Dạ nhìn qua xa xa, hắn tươi cười, đối với hắn mà nói, Cự Long Quốc là nơi thú vị. Đương nhiên lúc này nếu tới Cự Long Sơn mạch, Lý Thất Dạ cũng không có tính toán đi Cự Long Quốc, hắn không muốn đánh nhau với đám lang thanh đầu đó, Lý Thất Dạ cười lên, nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục đi lên phía trước, nhưng mà đây là một mình tiến lên phía trước, Giả Long vệ đã không thể tiếp tục đi theo. Trong Cự Long Sơn mạch, Lý Thất Dạ đi rất xa rất xa bay qua dãy núi lướt qua sa mạc xuyên qua sa mạc vượt qua núi lửa thậm chí là vượt qua đại dương mênh mông dường như đây là tự thành thế giới nơi này mặt đất rộng lớn mặc dù không có gặp được có dấu vết người ở nhưng mà khí tức của rồng không đâu không có đối với nhân tộc mà nói khí tức của rồng mang theo áp lực cường đại dù sao khí tức của rồng là lực lượng cường đại tu sĩ đạo hạnh nông cạn không cách nào thừa nhận được khí tức của rồng lý thất dạ rất hướng thụ khí tức của rồng đối với hắn mà nói khí tức của rồng hít vào mang theo tư vị thoải mái, thật sự là người ta hưởng thụ. Trần Long Nha, một đời yêu long cuối cùng hóa thành vô địch chính thức, sửa huyết thống bản thân, làm cho huyết thống biến thành huyết thống chân quý cường đại nhất. Lý thất dạ tắm trong khí tức của rồng, không khỏi cảm khái nói, danh dưng thần long cũng danh sừng với thật. Chương 2057, Cự Long Sơn mạch ngoại giới hoặc là không có ai biết, cả đầu Cự Long Sơn mạch, mỗi tấc thổ địa cực kỳ quý giá, đây là bảo địa rộng lớn, làm hậu thế điên cuồng, bởi vì huyết thống quá chân quý lão đầu tử lựa chọn cũng thật cơ chí nếu không trên chín tầng trời chắc chắn sẽ trở thành đồ ăn của chư đế chúng thần lý thất dạ thì thảo nói con cháu lão đầu tử đều rất cường đại bởi vì bọn chúng truyền thừa huyết thống lão đầu tử đương nhiên so với huyết thống khi lão đầu tử còn sống còn yếu hơn rất nhiều mặc dù là như thế trên người bọn họ vẫn mang theo huyết thống chân long đối với nhất mạch lão đầu tử mà nói huyết thống chân quý có lợi và hại chỗ tốt cũng không cần nói Nhất tộc bọn họ nhất định vô cùng cường đại, tai hại cũng rất rõ ràng. Chính bởi vì huyết thống cực kỳ cường đại, cảnh này khiến nhất tộc của bọn họ sinh sản rất khó khăn. Thậm chí có thể nói, tại thiên linh giới thậm chí là cửu giới, chỉ sợ không có chủng tộc nào sinh sôi chậm hơn thế. May mắn là bọn họ nhất tộc này từ họ đều tương đối dài, bằng không chắc chắn đã sớm diệt tộc rồi. Chính là vì như thế, lão đầu tử rất cần giàn ra, bởi vì giàn ra huyết thống đế tử mới xứng với tộc của hắn hơn nữa giản gia cùng lão đầu tử có liên hệ máu mủ tình thâm lão đầu tử cũng cực kỳ tín nhiệm giản gia đây cũng là vì sao giản gia lại đứng vững trong thiên linh giới trên thực tế động đình hồ trương lâm hứa hồng mấy thế gia vọng tộc và cự long sơn mạch có sâu xa không nhỏ nhưng mà đó là chuyện rất xa xưa huyết thống nhất mạch lão đầu tử rất chân quý vấn đề này lão đầu tử tử tôn thông qua thu luyện có thể làm huyết mạch phản tổ làm cho chân long chi huyết càng thêm thuần túy nhưng mà bởi vì tốc độ sinh nở vấn đề huyết thống chân quý rất cần thiết cảnh này khiến nhất mạch bọn họ không thể tham gia tranh hùng bởi vì đối với tộc của bọn họ mà nói cho dù có người trở thành tiên đế vô địch một ngày nào đó cũng phải đối mặt vấn đề này cùng sánh vai với chúng thần thử nghĩ một chút huyết thống chân quý như thế đó là mỹ vị cỡ nào đó là đại bổ cỡ nào huống chi nó còn có tác dụng gia tăng thọ nguyên nếu đạt huyết thống này sánh vai thời đại chúng thần nhất định sẽ biến thành mỹ vị bản thân biến thành con mồi cho nên tộc này muốn tìm nơi đứng vững gót chân không dễ dàng cũng chính bởi vì như thế, cảnh này khiến lão đầu tử không tiếc người ngoài. Lý thất dạ đi rất xa, rốt cục trong tầm mắt của hắn nơi đây không ngọn co, thổ địa chính là đất vàng đầy trời, phóng nhãn nhìn qua, khắp nơi đều là đất vàng. Cuối cùng nhất, Lý thất dạ đi vào một ngọn núi, ngọn núi này không lớn, cũng không có kỳ dị gì, gì, Lý thất dạ vẫn chưa vào khu vực sườn núi, cũng đã nghe được tiếng vó ngựa soạt soạt soạt, nghe tiếng vó ngựa này, Lý thất dạ cười cười, đi đến sườn núi, chỉ thấy nơi đó có vách tường, sau đó nó biến thành cánh cửa, đá nơi phong ấn. Trên vách tường trước mặt có một khô lâu mã đang bồi hồi, nó đi tới đi lui, hình như là đang đợi cái gì đó, khô lâu mã này chính là khô lâu mã lúc trước, nó chính là tọa kỵ bất tử tiên đến năm đó, lại có ai nghĩ tới nó lại xuất hiện ở đây. Đương nhiên, đầu khô lâu mã có thể xuất hiện ở chỗ này là do lão đầu tử cho phép. Nếu không, dù nó từng là tọa kỵ tiên đế cũng không có khả năng tiến vào, xích lúc khô lâu mã nhìn thấy lý thất dạ, Lập tức nhìn Lý Thất Dạ kêu to lên, thậm chí hai vó trước cửa nó tràn ngập cánh cửa. Chuyện này cũng không trách Khô Lâu Mã đề hình ảnh Lý Thất Dạ tràn ngập địch ý, Lý Thất Dạ trước mặt từng hóa thành bộ dáng bất tử tiên đế còn trẻ, muốn lừa gạt hắn, xem ra, Lý Thất Dạ chính là địch nhân, nhìn Khô Lâu Mã hí giải Lý Thất Dạ cười một tiếng, nói ra: "Ngươi không cần có địch ý với ta, nói không chừng lát nữa ngươi sẽ cầu ta đấy đến lúc đó, ngươi lại lấy lòng ta cũng đã trễ, ngươi nói có đúng hay không?" xích mặc dù nói khô lâu mã nó chỉ là khô lâu nhưng mà với tư cách tọa kỵ của tiên đế nó có kinh tính rất cao nó đương nhiên có thể nghe hiểu được lý thất dạ nói gì nó nhìn qua lý thất dạ kêu một tiếng nhưng mà nó với lý thất dạ tràn ngập vị ý nhưng mà nó sẽ không công kích lý thất dạ lý thất dạ đứng trên vách tường hắn nhìn qua thì chấn động cũng khen một tiếng nói ra đây là nơi tốt sinh ra bổ sung một khi khóa ở chỗ này không chỉ không thể tránh thoát một kiếp còn trốn không thoát đi nhìn qua vách động, vách động không lớn không nhỏ, bên trong cũng không có quá nhiều đồ vật, bên trong có lồng tre nhỏ, lồng tre này nằm trên một hố sâu, lồng tre cắm vào lòng đất. Mà cái hố lõm xuống có chất lỏng màu đen, chất lỏng màu đen này cực đen, chỉ sợ thế gian không có gì đen hơn nó, nó đen tới mức hút cả ánh sáng, ánh mặt trời chiếu vào nó, đều bị nó hấp thu, cứ như vậy chất lỏng cực đen này, lần đầu tiên nhìn lại, còn tưởng rằng đây là tiểu hắc động. Lại cẩn thận nhìn qua chất lỏng kia, ngẫu nhiên nó sẽ nhúc nhích, nhưng mà nó nằm trong cái hố không thể làm gì đành phải ngẫu nhiên nhúc nhích một cái ít nhất chất lỏng màu đen này là còn sống nó giống như có sinh mệnh nhìn qua chất lỏng màu đen này lý thất dạ từ cười nồng đậm thì thào nói lão đầu tử năm đó cũng thật đủ liều tháo thứ này xuống khóa ở đây hỏi thế gian có bao nhiêu người dám làm chất lỏng màu đen này chính là lão đầu tử mang về từ cốt hải nó có lai lịch kinh thiên lão đầu tử hắn phong tỏa hắn ở đây vốn ý định để hắn dùng nhưng mà vẫn không có dùng tới nên phong ấn ở đây. Cứ như vậy chất lòng cực đen, nhìn qua không chút thu hút, nhưng mà nếu như biết rõ tác dụng của nó, không biết sẽ có bao nhiêu người đoạt phá đầu, cho dù là tên đế cũng nguyện ý cầm bảo vật sao địch với lão giả. Mà bên ngoài chất lòng, ánh mắt lý thất dạ nhìn qua một góc động, không ngờ nơi đó còn có đồ vật, chính xác mà nói, là một thứ, đó là đôi mắt, đó là đôi mắt bị người ta vứt bỏ. Chính là một đôi mắt này, thoạt nhìn đã có chút cổ xưa, tựa hồ ở trong năm tháng xa xôi đó nó đã bị người sống sờ sờ móc xuống ném ở chỗ này một đôi mắt bị móc ra ném đến nơi đây lại bảo tồn rất khá cũng không có bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà khô quắt đúng vào lúc này đôi mắt bị ném trong góc đột nhiên thoáng cái sáng lên trước đó đôi mắt này đặt ở trong góc nó hình như là đang nhắm mắt lại nhưng là hiện tại đột nhiên sáng ngời lên giống như là một đôi mắt mở ra đôi mắt sáng ngời này tại cô lục lục địa xoay chuyển thoáng một phát nó cũng không phải đang quay cuồng mà giống như đang ở trong ánh mắt chuyển động, thập phần quỷ dị, chỉ sợ bất luận kẻ nào nhìn thấy đôi mắt này đột nhiên chuyển động, đều sẽ bị dọa sợ đến nhảy dựng lên. Một màn như thế thật sự là quá mức quỷ dị, chương 2058, một đôi mắt, Một nhìn xem đôi mắt này, lý thất dạ không khỏi cười, nhìn thấy một đôi mắt này, là hắn biết một sự tình, bất tử tiểu tử, lý thất dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười nồng đậm, thì thào nói. Xem ra ngươi đem con mắt của mình giấu ở chỗ này, đây chỉ sợ là tốn một đại giá không nhỏ à, bất tử tiên đế, thế nhân duy nhất biết rõ băng diệt tiên đế, mọi người đều biết, bất tử tiên đế đã băng diệt. Nhưng là, lại có ai sẽ nghĩ tới hắn lại vẫn lưu lại một đôi mắt, đem một đôi mắt giấu ở địa phương người khác vĩnh viễn đều tìm không thấy này, hơn nữa có thể lần tránh hết thầy địa phương, lão đầu tử, bắt đầu đi, lý thất dạ nắm hàng rào rào long cốt biến thành, nhìn một chút bầu trời, vừa cười vừa nói. Yết, 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 từng đợt thanh âm trầm trọng vang lên, lúc này hàng rào phong tỏa ở bích động chậm rãi bay lên bích động nguyên vẹn xuất hiện ở trước mắt lý thất dạ xích nhìn thấy hàng rào phong tỏa bay lên động bích mở ra khô lâu mã đặc biệt hưng phấn nhảy lên móng trước lộ ra hết sức cao hứng nó chính là chờ đợi giờ khác này đã đến xích khô lâu mã hí dài một tiếng thoáng cái phóng tới bích động muốn nhảy vào bích động đi lấy đôi mắt kia nhưng là nó đột nhiên vọt tới cửa vào đã lập tức dừng lại không dám lại xông đi vào nó nhìn thấy chất lỏng cực đen bị lồng sát khóa ở trong cái hố nhỏ là hết sức kiêng kỵ nhảy vào bích động khô lâu mã nhìn xem chất lỏng cực đen này từng bước một từ bên trong lôi ra ngoài thẳng đến đứng tại lối vào lúc mới dừng lại đến tuy rằng khô lâu mã toàn thân chỉ có khô lâu nhưng là vào lúc đó nó hoàn toàn có thể nhìn ra được nó là cực kỳ kiêng kỵ chất lỏng cực đen trong cái hố kia xích nhìn xem chất lỏng cực đen khô lâu mã không khỏi nhảy lên móng ngựa ý dài một tiếng thực phần không cam lòng nhìn xem đôi mắt phóng trong góc kia nhìn xem khô lâu mã không cam lòng lý thất dạ lúc này mới lộ ra dáng tươi cười khoan thai nói ngươi nói bây giờ là không phải cần ta hỗ trợ vốn là bực bội khô lâu mã nghe được lời nói của lý thất dạ lúc này không khỏi buông móng ngựa nhìn xem lý thất dạ mặc dù như thế nó đối với lý thất dạ vẫn như cũ có địch ý không nhỏ lý thất dạ thấy khô lâu mã đối với chính mình vẫn như cũ có địch ý không nhỏ cũng không quan tâm nhún nhún vai vừa cười vừa nói ngươi hận ta cũng tốt cử thị ta cũng thế ta là không sao cả, ta là người đại nhân có đại lượng, ngươi nói đúng không, cho dù ngươi hận ta, cho dù ngươi cử thị ta, ngươi cũng không làm nên chuyện gì, hiện tại vấn đề bày ở trước mặt ngươi. Hoặc là ngươi tiếp tục cầu hận ta, hoặc là ngươi thả lòng cử hận trong lòng, cầu xin ta một lần, ta sẽ giúp ngươi một tay, Lý Thất Dạ cười nhìn lên khô lâu mã trước mắt. Khô lâu mã nhìn xem Lý Thất Dạ, lại nhìn xem đôi mắt phóng trong góc kia, sau đó xích tay kêu một tiếng. Tựa hồ đối với lời nói của Lý Thất Dạ có chút đồng ý, mặc dù là như thế thần thái của nó nhìn xem lý thất dạ vẫn là có chỗ đề phòng lý thất dạ cười nhạt một tiếng nói ra ngươi không cần phải nhìn ta như thế nếu như ta thực đối với ngươi bất lợi như vậy ngươi cũng không có khả năng đứng ở chỗ này tuy rằng ngươi là tọa kỵ của bất tử tiên đế xác thực là có chút thủ đoạn nhưng ta thật muốn đối với ngươi bất lợi đã sớm đem ngươi đóng trên mặt đất xích khô lâu mã hí kêu một tiếng tựa hồ đối với lời nói của lý thất dạ có chút bất mãn nhưng là lúc này đây địch ý của nó rõ ràng đã giảm xuống rất nhiều không cần đề phòng như thế lý thất dạ nhìn xem khô lâu mã vừa cười vừa nói ta giúp ngươi bắt được đôi mắt này yêu cầu của ta cũng không cao chỉ là lúc cần cưỡi ngươi một chút giao dịch như vậy thật là công bình a à. khô lâu mã nhìn xem lý thất dạ qua trong chốc lát nó không khỏi nghiêng đầu lâu ngẫm lại bộ dáng này xem ra rất giống một con người mà không phải một đầu khô lâu mã cho dù lý thất dạ là nói như thế nhưng là khô lâu mã vẫn đối với hắn tràn ngập cảnh giác theo nó thấy lý thất dạ tuyệt đối không phải loại lương thiện gì hắn tuyệt đối không phải người tốt lành gì cho nên nó có được thập phần linh tính đối với khô lầu mã đề phòng vô cùng tốt nếu như ngươi không muốn mà nói ngươi còn có lựa chọn nào khác đâu chứ lý thất dạ cười dịu dàng nói đối với lời nói này của lý thất dạ khô lầu mã không khỏi tê kêu một tiếng cuối cùng lúc này mới gật gật đầu không hề nghi ngờ nữa nó đã đồng ý yêu cầu của lý thất dạ rất tốt đây mới là con ngựa nghe lời đây mới là tiểu hôi nghe lời lý thất dạ lộ ra dáng tươi cười thỏa mãn thò tay đi sờ sờ đầu của khô lâu mã xích nhưng mà khô lâu mã với lý thất dạ không phải rất thoải mái nó là lắc lắc cái đầu đem bàn tay của lý thất dạ bỏ qua lý thất dạ sẽ không để ý chỉ là cười thoáng một phát thu bàn tay về sau đó đi vào bích động đi vào nơi hẻo lánh này đem đôi mắt phóng trên mặt đất kia nhạt lên lý thất dạ đem đôi mắt này nhạt lên cũng không có lập tức cho khô lâu mã chỉ là cẩn thận tường tận xem xét một phen mà một đôi mắt bị lý thất dạ cầm trong tay này cũng là thập phần tò mò nhìn hắn tại cô lục lục địa chuyển động giống như đôi mắt của một tiểu hài tử tràn ngập hiếu kỳ lý thất dạ cẩn thận quan sát một đôi mắt một phen hắn không khỏi cười nói ra bất tử tiên đế nha xem ra ngươi vẫn có cơ hội lật bàn ngươi tiểu tử này thật đúng là đủ quỷ kế đa đoan một kế như này cũng có thể bị người nghĩ đến một đôi mắt này nghe không hiểu lý thất dạ đang nói cái gì nó thập phần tò mò nhìn lý thất dạ một đôi mắt tại cô lục cô lục địa chuyển động tựa hồ nó không chỉ là đối với tràn ngập hiếu kỳ đối với thế giới bên ngoài cũng đồng dạng tràn ngập hiếu kỳ muôn đời đến nay vẫn chưa có người nào thành công qua người tiểu tử này thật đúng là bị ngươi giày vò thành công người tiểu tử này thật đúng là không tệ lý thất dạ nhìn xem một đôi mắt này lộ ra dáng tươi cười nói ra cũng được ta sẽ thanh toàn cho ngươi giúp ngươi một tay giúp ngươi mở mắt ra lời nói vừa rơi xuống tay của lý thất dạ nhạt pháp tắc tại pháp tắc ở trong tay hắn dĩ nhiên do hồ nước nhộn nhạo sau đó tay của lý thất giả cầm diễn hóa vô tận pháp tắc điểm ở trên đường mặt này xích 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 lúc này hồ lâu mã đứng tại cửa động thập phần khẩn trương không khỏi lớn tiếng hí lên mấy lần sông tới nhưng là lại kiêng kỵ chất lòng cực đen hồ lâu mã khẩn trương như thế nó là sợ lý thất giả đối với đôi mắt kia bất lợi sợ rằng lý thất giả đối với một đôi mắt này làm ra chuyện gì đó chương hai một đôi mắt hai ông một tiếng ngay khi ngón tay của lý thất dạ chỉ ở phía trên một đôi mắt này vô tận pháp tắc thoáng cái nhảy vào bên trong đó đúng vào lúc này ở trong đôi mắt tựa như mở ra một thế giới rực rỡ ban lan thơ phần đồ sộ ở trong cặp mắt này mặt trời mọc mặt trăng lặn đại thiên biến ảo phong vân vân lên vạn thế luân chuyển phồn khô chuyển đổi hết thảy đều ở trong cặp mắt tại thời khắc này một đại thế giới ở trong cặp mắt trừng nổi không ngớt nhìn thấy một màn như vậy khô lâu mã vốn là khẩn trương hí lên lúc này mới buông lòng một hơi nó đã hiểu lầm lý thất dạ lý thất dạ cũng không phải đối với đôi mắt này bất lợi ngược lại là đang trợ giúp đôi mắt này một tay mà một đôi mắt đang tràn ngập hiếu kỳ nó thật phần tò mò đại thế giới chìm nổi không ngừng nhìn thấy trong mắt mình kia đối với nó mà nói hết thảy đều là mới lạ như thế hết thảy đều là tràn ngập không biết như vậy lý thất dạ cầm lấy đôi mắt đi ra khỏi bích động liếc mắt nhìn khô lâu mã cười thoáng một phát nói ra nếu như ta thật muốn đối với nó bất lợi, còn có thể bàn giao dịch với ngươi sao, nói xong, đem một đôi mắt nhét vào trong hốc mắt của khô lâu mã. Xích ngay khi một đôi mắt bị nhét vào trong hốc mắt trống rỗng của khô lâu mã, nó không khỏi hưng phấn mà quá to một tiếng, nó liền lùi lại vào bước, chậm rãi thích ứng đôi mắt này khảm ở trong hốc mắt của nó, nói thật ra, một màn như vậy xem thầm phần quỷ dị. Một con khô lâu mã toàn thân chỉ còn lại khung xương, trong hốc mắt trống rỗng kia của nó dĩ nhiên khảm khảm một đôi mắt nhìn xem giống như của nhân loại một màn như thế thật sự là quá mức quỷ dị, lại để cho người xem đều dùng mình rung động. Lý thất dạ không để ý tới khô lâu mã, đi vào trong bích động, tay cầm phù văn, khắc ở phía trên lồng sắt, sau đó tay mang theo lồng sắt, quát khẽ nói, khai mở. Ken kết ít thanh âm trầm trọng vang lên, một nửa khác của lồng sắt vốn là cắm vào dưới mặt đất bị lý thất dạ từng tức nhấc lên, cuối cùng lồng sắt này bị lý thất dạ hoàn toàn mở ra, ngay khi lồng sắt bị mở ra, thất lòng cực đen trong cái hố kia không khỏi rung động thoáng một phát, bộ dáng này giống như là đem thái sơn nặng hàng tỷ cân chấn áp tại trên người nó rốt cục bị rời đi chất lỏng cực đen lúc này thư giãn thoáng một phát chậm rãi từ trong cái hố chảy ra càng chính xác ra chất lỏng cực đen càng giống là từ trong cái hố leo ra xích nhìn thấy chất lỏng cực đen từ trong cái hố kia leo ra ngoài động khô lâu mã cũng không khỏi hết sức kiên kỵ nó không khỏi tê giống một tiếng lùi qua một bên cùng với chất lỏng cực đen này vào trì một khoảng cách ngay khi chất lỏng cực đen từ trong cái hố nhỏ leo ra phát hiện nó đã thực sự tự do nó dĩ nhiên hoan hô một tiếng, tuy rằng nó hoan hô là không có thanh âm, nhưng, từ bộ dáng của nó nhảy lên đến xem đã biết rõ nó đang thập phần hưng phấn cùng khoái hoạt. Sau đó, chất lỏng cực đen này tựa như một trận gió lao ra khỏi bích động, có một loại bộ dáng như lại thấy ánh mặt trời, ngay khi chất lỏng cực đen này lao ra khỏi bích động, lý thất dạ cũng cùng đi theo đi ra. Chất lỏng cực đen sau khi lao ra khỏi bích động, giống như là lại thấy ánh mặt trời, đối với nó mà nói, vớt cục tự do. Tuy nhiên nó sẽ không mở miệng nói chuyện, nhưng là nó bộ dáng vẫn là có thể làm cho người nhìn ra được nó là hoan hô một tiếng, sau đó thoáng cái sông lên thiên không, như một đạo hắc quang đồng dạng hướng cốt hải phương diện bay vút mà đi. Nhìn xem chất lòng cực đen lập tức biến mất tại phương hướng cốt hải, Lý thất dạ cười thoáng một phát, vỗ vỗ khô lâu mã, vừa cười vừa nói, đi thôi, ngươi đi theo phía sau cái mông của nó, cách này sẽ để ngươi lại càng dễ đi thông qua khu vực cốt hải cấm khu. Xích khô lâu mã cũng là tê hí một tiếng, cao cao nhảy lên hai vó câu, một bước nhảy không, trong nháy mắt cũng biến mất tại phía chân trời hướng phía chất lòng cực đen tiến về trước mà đi nhìn xem khô lâu mã biến mất tại bầu trời lý thất dạ không khỏi lỗ ra dáng tươi cười nói ra bất tử tiểu tử, tử ta còn thật sự hy vọng ngươi có thể thành công nếu thật là thành công ngươi lần này thật đúng là sáng tạo kỳ tích đương nhiên ngươi bây giờ bản thân đã là kỳ tích rồi lý thất dạ cũng không nóng nảy đuổi theo khô lâu mã cùng chất lòng cực đen hắn chỉ là từng bước một đi ra khỏi cự long sơn mạch ngay khi lý thất dạ đi ra khỏi cự long sơn mạch giản long vệ đã tại đâu đó chờ đợi giản long vệ đứng ở nơi đó hai tay của hắn bưng lấy một cái hộp gỗ cốt hải muốn bốc lên sao sau khi lý thất giả đã đến giản long vệ cũng không khỏi nhìn qua phương hướng cốt hải nhịn không được hỏi một câu sẽ náo nhiệt một thời gian ngắn cốt hải ở bên trong một số thứ cho tới nay đều bị người thèm chảy nước miếng hiện tại sẽ có rất nhiều người đứng ngồi không yên lý thất dạ nhìn lên chân trời chỉ là cười thoáng một phát giản long vệ không có hỏi lại cái gì đồ vật ở cốt hải tuy rằng chân quý nhưng là hắn cũng không muốn dính vào, lại nói, thời đại không giống nhau, hắn cũng càng sẽ không rời khỏi thải hồng thành. Lúc này, giả long vệ phục hồi tinh thần lại, hai tay bưng lấy hộp gỗ, cung kính đưa cho lý thất dạ, nói ra, đại nhân, đây là đồ vật thủy tổ để ta đưa cho ngươi, thủy tổ nói, đây là đồ vật mà tổ cô chúng ta lưu lại, cùng hồng thiên nữ đế có quan hệ. Tổ cô năm đó lúc lâm trung đã đem thứ này giao cho thủy tổ, thủy tổ một mực, mực không biết nên lúc nào giao cho đại nhân, Thủy Tổ còn nói, có lẽ đây sẽ là một lần cuối cùng đại nhân đến giản ra chúng ta, cho nên, sự tình cần đối mặt cuối cùng vẫn là phải đối mặt, do đó, hắn để cho ta cầm nó tới giao cho đại nhân, tủ cô trong miệng giản long vệ, chỉ là giản văn tâm. Lý thất dạ nhìn xem hộp gỗ này, sau đó nhận lấy, mở ra hộp gỗ, nhìn xem đồ vật trong hộp gỗ, qua một hồi lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng mà khép lại, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, sự tình trôi qua, đều đã qua, lý thất dạ thu hồi hộp gỗ có chức ảm đạm nói năm đó ta đã không có đem chuyện này để ở trong lòng ta một mực cũng không có trách cứ qua ai trường sinh bất tử có lẽ cũng là ta sai giản long vệ do dự thoáng một phát cuối cùng nhẹ nhàng mà nói ra thủy tổ nói lúc tổ cô lâm trung cũng hy vọng đại nhân có thể quên đi sự tình hồng thiên nữ đế năm đó người khó hiểu hồng thiên nữ đế văn đế cũng khó hiểu hồng thiên lý thất dạ cười cười nhẹ nhàng mà lắc đầu nói ra đây không phải vấn đề ta trách cứ nàng hay không nàng vẫn luôn là quật cường như vậy, nàng cho tới bây giờ đều không cúi đầu, ta cũng không hy vọng nàng có một ngày sẽ cúi đầu. Nàng vẫn luôn là người ngạo khí như thế, quật cường được có chút đáng yêu, chương 2060, vật còn sót lại nói đến đây, lý thất dạ không khỏi nhìn qua được rất xa rất xa, nghĩ đến tiểu nữ hải quật cường kia, hắn cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười nhạt nhạt. Mặc dù nói, năm đó hắn cùng với hồng thiên nữ đế cãi nhau mà trở mặt, vốn là tín nhiệm nhất. Hai người từ đó về sau mỗi người đi một ngả, nhưng là, trong lòng Lý Thất Dạ cũng không trách cứ nàng, Giản Long vệ không khỏi trầm mặc, sự tình giữa đám trưởng bối, hắn biết không nhiều lắm. Bất quá, hắn ngẫu nhiên nghe được thủy tổ đề cập qua, về quan hệ giữa âm nhà, Hồng Thiên nữ đế còn có tổ cô của bọn hắn, đó là hết sức phức tạp, người bên ngoài không thể lý giải được rõ ràng, qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn xem Giản Long vệ, nói ra: "Giản gia các ngươi, có thể cùng Cự Long quốc sống nương tựa lẫn nhau, ta cũng an tâm." ngươi bây giờ là giàn gia gia chủ, ta cũng không có cái gì tốt dạy bảo ngươi, chỉ muốn nói với ngươi, hảo hảo kinh doanh đi xuống, đem huyết thống của giàn gia các ngươi một mực truyền thừa xuống dưới. Giàn gia có thể truyền thừa xuống, không dễ dàng, bên trong này bao hàm lấy quá nhiều công sức của thủy tổ các ngươi, đây cũng là nguyên nhân thủy tổ ngươi một mực đem tuổi thọ kéo dài đến bây giờ. Bởi vì hắn đối với tử tôn của mình lưu luyến không rời, hắn đối với tử tôn có cảm giác quá nặng tình, hắn hy vọng có thể một mực che chở cho đám tử tôn, cho bọn hắn một cuộc sống bình an hắn nhiệt tình yêu thương các người, hắn nhiệt tình yêu thương mảnh thổ địa này, hắn một mực sống sót, không phải vì chính hắn, cũng không phải bởi vì hắn sợ hãi đối mặt tử vong, chỉ là hắn không nỡ rời đi, thế giới này quá để cho hắn cảm thấy lo lắng. Nói đến đây, Lý thất giả không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nhân sinh của giản văn đế, lại để cho hắn đối với tử tôn của mình có vô cùng ý thức trách nhiệm, hắn không hy vọng chính mình sẽ như phụ thân hắn vì bản thân mà vứt bỏ như nữ. Đối với giản văn đế mà nói, hắn nguyện ý vì tử tôn của mình làm ra hết thảy, hắn nguyện ý trở thành một người cha tốt, trở thành lão tổ tông hợp cách, hắn nguyện ý thủ hộ tử tôn đời đời kiếp kiếp, lời nói của đại nhân, đệ tử sẽ nhớ cho kỹ trong lòng, giản long vậy thật sâu cúi đầu, cung kính nói. Ta cũng phải đi rồi, lý thất dạ quay đầu lại liếc mắt nhìn cự long sơn mạch, cuối cùng trong nội tâm có chút ảm đạm, tiện tay một điểm, mở ra đạo môn trong nháy mắt vượt qua lãnh thổ quốc gia mà đi. Những ngày này, Long Yêu Hải đột nhiên phát sinh biến dị, đột nhiên có một ngày, không biết ở đâu toát ra một khỏa vẫn tinh màu đen. Khỏa vẫn tinh màu đen này vượt qua bầu trời, tốc độ cực nhanh, tựa như lưu tinh khi nó vượt qua bầu trời, bởi vì tốc độ quá nhanh, trùng kích đến hư không đều chịu nứt vỡ, từng đợt tiếng nổ vang không ngừng bên tai, hơn nữa, khỏa vẫn tinh này vượt qua bầu trời, đằng sau nó lại vẫn đi theo một thớt khô lâu mã. Thớt khô lâu mã này tốc độ cũng là không thua kém khỏa vẫn tinh chút nào, nó một mực cùng khỏa vẫn tinh bảo trì khoảng cách nhất định, một khỏa vẫn tinh vượt qua bầu trời, một thớt khô lâu mã theo sát phía sau, một màn như vậy nhắc tới cũng là quỷ dị, khiến cho vô số tu sĩ lòng yêu hải chú ý. Càng làm cho vô số tu sĩ trừ chú ý là, ngay khi khỏa vẫn tinh bay qua bầu trời, địa phương chỗ nó đi qua, khô cốt ở phụ cận đều động đậy, có một ít khô cốt thậm chí hình như là thoáng cái được ban cho sinh mạng, dĩ nhiên bỏ qua đến. Bất quá, ngay khi một khỏa vẫn tinh này biến mất ở chân trời, khô cốt bò lên liền thoáng cái mệt dã rời, lại té ngã trên mặt đất tán lạn đến trên đất. Phát sinh sự tình như vậy, thật sự là quá quỷ dị, thậm chí có thể nói chuyện này lại để cho tất cả tu sĩ ở Long Yêu Hải đều chịu khiếp sợ, vô số cường giả thậm chí là lão tổ không xuất thế cũng không khỏi chú ý chuyện này. Đối với khỏa vẫn tinh màu đen ngang trời mà đi dẫn dắt dị tượng như thế, Long Yêu Hải có đủ loại cách nói, cũng có rất nhiều suy đoán, hoặc là đây là một khỏa yêu tinh, nó sẽ mang đến cho Long Yêu Hải tai nạn, chỉ có yêu tinh mới có thể lại để cho từ vật phục sinh, không ít đại nhân vật lo lắng. Nhưng là, có chứ lão tổ nhìn thấy những nơi khỏa vẫn tinh màu đen đi qua dĩ nhiên có thể làm cho khô cốt bò dậy, lại là hai mắt sáng người, không khỏi thì thảo nói, khỏa tinh này có thể lại để cho khô cốt phục sinh, có lẽ bên trong có trường sinh chi vật, có thể làm cho người trường sinh bất tử. Trên thực tế, có không ít lão tổ đều đang suy đoán như vậy, đối với những lão tổ thọ nguyên không nhiều lắm sắp gặp phải tử vong này mà nói, bọn hắn sò bất luận kẻ nào đều khát vọng trường sinh hơn. Cho nên, một khỏa vẫn tinh màu đen xuất hiện dị tượng như vậy lúc này lại để cho trong lòng bọn hắn dấy lên hy vọng, đây cũng trong khoảng thời gian ngắn, khiến cho không ít hải thần truyền thừa, đế thống tiên môn lão tổ nhau nhau xuất thế, thậm chí nghĩ truy đuổi một khỏa vẫn tinh màu đen. Rất nhanh, khỏa cực tốc vẫn tinh này hạ lạc đã có tin tức, đã từng có người tận mắt thấy nó bay vào cốt hải, đi theo sau lưng nó khô lâu mã cũng đi theo nhảy vào cốt hải, tiến cốt hải, nghe được tin tức này, có đại nhân vật hai mắt sáng ngời, không khỏi thì thào nói. Chẳng lẽ thực nói, cốt hải có trường sinh bất tử chi vật, chỉ sợ cốt hải thật sự có trường sinh bất tử chi vật lão tổ có loại suy nghĩ này rất nhiều nghĩ tới khả năng này đám lão tổ lập tức tựa như gà trọi không khỏi hưng phấn và nói ra cốt hải sản vật vẫn luôn đều bị người thèm chảy nước miếng hôm nay xem ra đại thế muốn thay đổi trong cốt hải có trường sinh chi vật xuất thế trường sinh chi vật ngay tại cốt hải xuất thế cũng không biết là ai trong lúc đó tại lòng yêu hải thả ra một tin tức như vậy trường sinh chi vật đây là thứ đồ vật lại để cho người thèm chảy nước miếng cỡ nào món đồ vật như vậy càng làm cho rất nhiều lão tổ điên cuồng, cho nên, ngay khi tin tức này vừa truyền ra ngoài, tin tức này đã tựa như phong bạo đáng sợ, cuốn theo tất cả cường giả của Long Yêu Hải. Thậm chí là cuốn vào cả thiên linh giới, câu hắc hải, Bích Hải vừa nghe được tin tức này, đều lập tức lên đường tiến về phía Long Yêu Hải, thậm chí là thẳng đến Cốt Hải. Chỉ có cực kỳ ít tồn tại, chỉ có cái loại tồn tại sống thật lâu mà một mực chôn ở dưới mặt đất từ cổ trí kim này, khi nghe được tin tức đó, loại tồn tại cực kỳ từ cổ trí kim không khỏi thất thần thoáng một phát, là ai đang bày cục. Loại tồn tại từ cổ trí kim này phục hồi tinh thần lại, không khỏi thì thảo nói, coi như là loại tồn tại từ cổ trí kim cực kỳ ít này không biết bên trong đó huyền cơ thực sự là cái gì, nhưng là, về một ít đồ vật ở cốt hải, bọn hắn lại biết một chút, bọn hắn đã nghe nói qua một ít truyền thuyết. Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.